Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoa Lư phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện vừa tổ chức thăm, tặng quà và động viên một số đơn vị và cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm một số đơn vị, trung tâm y tế, công an, ban chỉ huy quân sự huyện, phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, một số khu vực cách ly và trực tiếp trao tặng những phần quà thiết thực như khẩu trang, lương thực, thực phẩm với tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã chia sẻ những vất vả và sự nguy hiểm của các lực lượng đang trực tiếp tham gia nơi tuyến đầu phòng chống dịch, đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên, các đơn vị luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, góp công, góp sức, quyết tâm bảo vệ thành quả mà huyện đạt được trong thời gian qua, không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa phương, giữ vững vùng xanh an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.